Sa thú lành thai, con nghe pháp, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức pháp, dạng đức tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh xứ Pháp Tính. Con kính chào quý vị trong đạo tràng. Sau đây con xin ôn bài kệ số 160. Không biết quý vị có nghe nghe rõ không ạ? Alo. Dạ rõ, cảm ơn quý vị. Atta hi atta no na tho ko hi na tho pa ro si a atta na wa su đằng tê na na thằng đi đùn la phằng. Na thằng la pha ti bùn la phằng áp ta hi áp ta cô hi na thằng la pha ti bùn la phằng tự mình y chỉ mình nào. Có được bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Na quá su đằng tề na na thằng la pha ti đùn la phằng a ta hi a ta nô na thô cô hi na thô pa rô si già ta na wa su đằng tề na na thằng la pha ti đùn la phằng tự ta nương tựa cho ta có ai y chỉ gần xa mà cầu tự mình điều phục làm đầu y chỉ khó được tu lâu thành toàn. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Lạc Lê. Dạ Nam Mô Bụt Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ đại đức Pháp Tính, và con xin đọc và kệ các pháp cú số 160. Atta hi atta lo na tho ko hi na tho pa ro si ya at tang na quát số đằng tề na na là thằng la phá tí lúc la phần át ô mày màn hình chạy át ta hi át ta nô na thô cô hi na thô ba rô si si già át ta na qua su đàn tề na na thằng la phá tí lúc la phần tự mình ý chỉ mình nào. Ồ, mà cái màn hình nó chạy dữ ta. Tự mình ý chỉ mình nào nào có cái màn hình nó chạy dữ. Tự mình ý chỉ mình nào có ý chỉ khác nhờ khéo điều phục mình được ý chỉ khó được tự ta đó là bản dịch qua Thượng Thích Minh Châu. Tự ta nương tựa cho ta có ai ý chỉ gần xa mà cầu tự mình điều phục làm đầu ý chỉ khó khó được tu lâu thành thành toàn. Dạ đó là bộ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. À ta hi an ta tô ta nô na thô cô hi na thô pa rô si ya
Dạ con đã đọc và kệ xong ca khúc cuối số 160. Con xin sám hối màn hình chạy. Con kính lên lễ đại đức Tuệ Nhãn. Dạ mến chào Ái Minh. Ái Minh ơi, Ái Minh nhận biết dùm nghe. Chị Nam Mô Bích Tha Giá, chúng con xin cung thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn hướng dẫn cho chúng con câu kệ số 160 và con kính dâng bích đến sư ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con cung kính đảnh lễ ở Đức Tam Bảo cao thượng, con cung kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Sư thân chào tất cả quý cô tu nữ cùng tất cả chư Phật tử. Sư được góp phần ngâm kệ cùng với quý vị ạ. Dạ. Sư xin ngâm câu kệ số 160 ạ. Atahi atano natho kohi natho parosiya attanawa sudante na nathang la phati dunna phang Atahi atano natho kohi natho parosiya attanawa sudante na nathang la phati dunna phang Atahi atano natho kohi natho parosiyam Atanawa sudante na nathang lapati Tự mình, y chỉ mình, nào có y chỉ khác, nhờ khéo điều phục mình, được y chỉ khó được. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Dạ, sư xin xuống mít, sư nhìn mít lại cho dung mực. Dạ, sa thú lành thay chúng con thành kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn. Dạ, Nam Mô Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo Pháp, kính đảnh lễ ân đức chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tuệ Nhẫn. Dạ, quý cô tu nữ ẩn như những nickname mà con không biết, kính chào quý anh chị. Dạ, con xin phép được trải bài câu pháp cú số 160. Atta hi atto natho, kohi natho parosiya. Atta na vasudante na nathang la phati dun la phang. Atta hi atta no natho, kohi natho parosiya. Atana wasudante na na thằng la phát tiếp đùn la phẳng Atahi atano na thô Kohi na thô parosiya Atana wasudante na na thằng la phát tiếp đùn la phẳng Tự mình y chỉ mình nào có y chỉ khác Nhờ khéo điều phục mình được y chỉ khó được Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu A ta hi a ta no na tho Cô hi na tho pa ro si ya A ta na qua su đan tê na Na thang la pa thi đun la phang A ta hi a ta no na tho Cô hi na tho pa ro si ya Atana wasudante na 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 thằng la phát ti đùn la phằng tự ta nương tựa cho ta có ai y chỉ gần xa mà cầu
tự mình điều phục làm đầu, y chỉ khó được tu lâu thành toàn. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ em kính mời chị sinh mai tiếp theo ạ. Em kính mời chị. Dạ kính cảm ơn Ái Minh. Con sư mai Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con kính lễ chư tôn đức, con kính lễ chư quý bà quý cô tu nữ. Sư mai kính chào chư quý cận sự. Con xin đọc pháp cú 160. Atta hi atta no na tho ko hi na tho ba ro si ya atta na atta na wa su dan te na na thang la lá phát tí đùn lá văn át tà hí át tà nô nà thô cô hí nà thô bá rô xí dạ át tà ná quá xú đàn tề ná ná thằng lá phát tí đùn lá văn tà hí át tà nô nà thô cô hí nà thô bá rô xí dạ a ta na wa su dan te na na thang la pha ti dun la phang a ta hi an ta no na to ko hi na to pa ro si ya a ta na wa su dan te na na thang la pha ti dun la phang tự mình y chỉ mình nào có y chỉ khác nhờ khéo điều phục mình được y chỉ khó được. Và bản chuyển ngữ Hòa Thượng Minh Châu. Tự ta nương tựa cho ta, có ai nương tựa gần xa mà cầu. Tự mình điều phục làm đầu, nương tựa khó được, tu lâu thành toàn. Và bản phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Và kính mời quý chị nha, quý vị nào chưa đọc lên đọc nha. Sư Mai kính mời. Dạ. Dạ, sa thú, xích Sư Mai. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con kính lĩnh lễ Đức Phật, con kính lĩnh lễ giáo pháp, con kính lĩnh lễ Đức Tăng, con kính lĩnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 160. Atta hi atta no na tho cô hí na thô pá rô xí gia át ta na quá xú đàn tề na na thằng lá pá tí đùn lá tăng át ta hí át ta nô na thô cô hí na thô pá rô xí gia át ta na quá xú đàn tề na na thằng la ba tí đun lá băng áp tà hí áp tà nô na thô cô hí na thô bá rô xí già áp tà na quá xú đàn tề na tà thằng la ba tí đúc đun lá băng tự mình y chỉ mình nào có y chỉ khác nhờ khéo điều phục mình được y chỉ khó được. Bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tự ta nương tựa cho ta, có ai y chỉ xa gần xa mà cầu. Tự mình điều phục làm đầu, y chỉ khó được, tu lâu thành toàn. Bản dịch Hòa Thượng Giới Đức. Và nghe pháp đã ôn bài ông mến mời bàn tay của buôn bỏ như siết từ mẫn. Và kính mời quý vị, có vị nào lên ông bài tiếp không? Dạ sa thú mà có lên ông bài đưa bàn tay xin một kính mời siết từ mẫn. Dạ. Và nếu còn ai ôn bài không, nếu hết rồi thì kính mời chị Lạc Lê. Kính mời chị Lạc Lê thỉnh Pháp Sư. Và Sư Tự Mẫn. Và mời. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Dạ sa thủ xin ai mình, dạ mình chào xin gạn đồng. Con từ mẫn, con xin cúi đầu đảnh lễ ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Con cúi đầu đảnh lễ Đại Đức Pháp Tính và Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng quý đạo hữu trong đạo tràng và cùng quý chị em. Và sau đây con xin trả bài ạ. Atta hi atta no na tho. Dạ, dạ, mô Phật xin đạo tràng cho con có biết tín hiệu. Dạ, con bị rớt mất. Dạ, cảm ơn xin gạn đồng. Atta hi atta no na tho ko hi na tho ba ro si ya atta na wa su đăng tề na na thằng lập thạch ti du lập bằng atta hi atta no na tho ko hi na tho ba ro si ya atta na wa su đăng tề na na thằng lập bà ti đục lập bằng attahi attahi attano na tho ko hi na tho ba ro si ya attana wa su đằng tề na na thằng lập tha ti đục lập bằng tự mình y chỉ mình nào có y chỉ khác nhờ khéo điều phục mình được y chỉ được y chỉ khó được. Hòa thượng Thích Minh Châu. Hòa thượng Thích Minh Châu, tự ta nương tựa cho ta, có ai y chỉ gần xa mà cầu, tự mình điều phục làm đầu, y chỉ khó được, tu lâu thành toàn. Hòa thượng Giới Đức. Attahi atta no na tho ko hi na tho ba ro si ya atta na wa su đăng te na na thăng lập ta ti đung lập băng atta hi atta no na tho ko hi na tho ba ro si ya atta na wa su đăng te na na thăng lập tha ti đung lập thăng atta hi atta no la tho na tho ko hi na tho ba ro si ya atta na wa su đăng te na na thăng lập tha ti đục lập thăng tự mình y chỉ mình nào có y chỉ khác nhờ khéo điều phục mình được y chỉ khó được. Hòa thượng Thích Minh Châu. 160. Tự ta nương tựa cho ta, có ai y chỉ gần xa mà cầu, tự mình điều phục làm đầu, y chỉ khó được, tu lâu thành toàn. Hòa thượng Giới Đức. Dạ một lần nữa từ mẫn con thành kính tri ân quý sư, quý anh chị em trong đạo tràng và quý đạo hữu. Dạ con xin xuống mất dạ. Dạ kính cảm ơn chị cô Tư Mẫn. Dạ kính mời tất cả Phật tử cùng tâm phương chúng ta thỉnh pháp sư. Dạ nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa
Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sam Brahma cha lo ka thi pa ti sa ham ba ti ka tang cha li ân thi wa răng a ya cha tha Sang ti tha sát ta ba ra cha ka ta ti ka đề se tu tham măng a nu kham bi mâm ba châm sa tham ba bê rim duy na chăng cha ka yang su tăng cha đăng tham bi ba tham Chăm măng a cô ta yang tô cha san san cha đăng đăng ba bố tha ni ye ba di sa ya man che evam saham bati brahma bhagavan tang aya cha tha tôn vi pa quê na tăng vô thô ca yun nê na ti wa sa ya tăng a vô tha ya pa đê na mi ma ya yân ta tô ga tô ban cha wa ya da yô nay ye a mang ba ye si tham ma tôn ta tô ba phu ti sam vô thô Anuna tham ma de sa nang Maya wasa ni de se si sa ta na na tha ti tham kham te na sa thu ayu ban te de se tu tham ma de sa nang sa pa di ya ba di sa ya anu kham bam vì cả ta quyền chúng sanh tất cả bốn hàng như sáng trong nước vinh quang luôn chờ trời lỡ mong đấng nhờ ánh sáng trổ hoa lành tại hàng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phạm thiên vẫn ngâm người khẩn khoan phật nhắm lời những chân dĩ hơi quyết lòng mở đạo dây đời nhắm vườn rộng giả ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thỉnh giữ pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giam vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ẩn phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ trinh rõ ràng thỉnh ngài thiết pháp nôi đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tôi mê cầu đường trí trí vẹn toàn dạ nam mô bút tha giá nam mô tham ma giá nam mô sân kha giá dạ chúng con đã thỉnh pháp sư con kính thỉnh đại đức pháp tính và dạ, từ bi hoan hỷ lên thuyết giảng bài 100 bài pháp 161 và dạ, con kính dâng biết đến nhà đại đức dạ con xin dạ con kính định lễ thượng tọa tuệ Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa tự quyền thượng thượng hạnh.
Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ, các vị thiện nam tín nữ. Tôi đang ở tại chùa của Đức, cũng đang bị cảm, và có một cái người nhà, có một người thợ người ta đến, người ta cạo gió với cắt lễ, thành ra cũng đỡ đỡ, nên cũng đang làm. Thành ra bây giờ chúng tôi xin được bước qua nhanh để tiếp tục cho người ta cạo cắt, nhằm mong quý vị thông cảm. Atana hi katang ba bằng, Atana hi katang ba bằng, Atana hi katang ba bằng, Atta chăng, Atta sam pha quăng, Atta chăng, Atta sam pha quăng, Atta chăng, Atta sam pha quăng, Api mát tha tí đùm mê thăng, Api mát tha tí đùm mê thăng, Api mát tha tí đùm mê thăng, Quá chi răng, Quá mát má răng má ninh, Quá chi răng, Quá mát má răng má ninh, Quá chi răng, Quá mát má răng má ninh. Kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu bằng một cái danh từ Atana. Atana có nghĩa là mình hay là bản thân. Atana, mình hay là bản thân. Hí có nghĩa là thật vậy. Hí có nghĩa là thật vậy. Katang là làm hay là đã làm. Katang làm hay là đã làm. Ba băng có nghĩa là điều ác. Ba băng có nghĩa là điều ác. Atta chăng có nghĩa là được làm bởi chính ta, hay là được làm bởi mình. Được làm bởi mình hay là được làm do mình. Atta chăng. Kế tiếp nữa thì chúng ta có một cái hợp từ, một cái liên từ Atta sanh phá quan. Atta sanh phá quan có nghĩa là được sanh ra bởi ta, được sanh ra bởi mình, do mình, được sanh ra do mình. Atta sanh phá quan. Atta sanh phá quan được sanh ra bởi ta, hay là được sanh ra bởi mình, do mình. Dạ đúng rồi, dạ đúng. Api mát tá tí cũng là một cái động từ ghép, Api mát tá tí có nghĩa là nghiền nát. Api mát tá tí Apimatati có nghĩa là nghiền nát. Đum mê thăng có nghĩa là người thiểu trí. Đum mê thăng, người thiểu trí. Quá chí răng có nghĩa là kim cương. Quá chí răng có nghĩa là kim cương. Rồi kế tiếp thì chúng ta có một cái chữ quá, nhưng mà do giản lược thành ra chúng ta còn thấy có chữ vờ không, nhưng mà chúng ta phải tách ra, chúng ta biết là quá cộng với át má má văn có nghĩa là vá cộng với át má má văn. Vá có nghĩa là và, vá có nghĩa là và,
Át má má dần có nghĩa là làm bằng đá. Át má má dần làm bằng đá. Manin, manin có nghĩa là ngọc mani, ngọc mani hay là ngọc báo đó. Dạ, vậy thì chúng ta đã lướt qua được phần từ vựng rồi. Cảm ơn Phật tử Ai Minh đã hỗ trợ phần một bài lên màn hình cho các vị Phật tử tiện bề theo dõi. Atana hi cách tăng ba tăng, atta chăng atta sang pho văn, afimathati đùm mê thăng, quá chi răng, quá má má dằn má nình. Có nghĩa là điều ác tự mình làm, tự mình sanh mình tạo, nghiền nát kẻ ngu si như kim cương ngọc báo. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Giờ đây một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ chư tăng, kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, và con cũng xin thay mặt đại chúng ở trong đông xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Đó là câu kệ Phật Kinh số 161. Dạ, con không biết Thượng Tọa Tuệ Quyền có nghe được tín hiệu của con không? Dạ, xa thú, con xin một lần nữa xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Đăng Đông. Chúng con cảm tinh tâm kính lễ đến Đức Phật giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính, đại đức Thừa Nhẫn cùng chư tăng đang hiện diện. Xin chào đến quý cô nữ cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakkhava Buddhang Phakkhavantang Atthivade Miswa Khato Phakkhavata Thammo Thamang Nama Sami Subhatipano Phakkhavato Savaka Sankho Sakkhana Mami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyện nhờ được Tam Bảo hàng giờ hộ đến chư Tôn Đức Tăng, quý tôn người cùng chư Phật tử luôn an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Thầy Giác. Giờ kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học cái bài kinh Pháp Cú số 161 ở trong cái phẩm già. Ai xin lỗi, phẩm tự ngã, Đạo Quốc Giác. Thì cái duyên sự của cái kinh này là một điều hết sức hay cho chúng trong cái đời sống bình nhật của mình. Kính thưa quý vị, kính thưa quý vị, thì ở trong cái kinh cái này thì nói rằng là điều ác tự mình làm, tự mình tạo, nghiền nát kẻ ngu si như kim cương ngọc báo. Dạ, quý vị nghe chúng tôi nói không?
Dạ, quý vị nghe lại chưa? Dạ rõ, dạ cảm ơn. Cảm ơn cô Dù Lạc, cảm ơn Đặng Đông cùng đại chúng. Thì chúng tôi xin nói lại là cái câu chuyện á, khi Đức Phật ở tại Kỳ Viên Tịnh Xá, Ngài đề cập đến liên quan đến một cái một thiện nam là tên là Upasa. Thì kính thưa quý vị, thiện nam này rất là tinh tấn, thường đến chùa Kỳ Viên để thọ trì bát quan trai. Thì trong trong cả ngày vị thọ bát quan trai đó, sau khi mà giữ giới, sau khi mà nghe kinh, thì vào một buổi sáng sớm thì cái thiện nam này mới đi ra cái bờ ao gần chùa để rửa mặt, để rửa ráy. Thì cách chùa không xa, thì trong đêm đó có một cái gia đình bị cướp, nó bị cướp bóc. Thì bọn cướp bị rượt chạy, bị chạy đuổi, thì ngang cái ao đó đó thì chúng đánh, chúng như rớt cái tang vật ở bên cái ao mà gần cái chỗ của Upasa này đang coi như ngồi rửa ráy đó. Thì một lát sau thì nó chạy ngang, nó rớt ở chỗ đó, thì thiện nam này chạy đi, mới đi ra mới rửa ráy. Thì một số người mà người ta chạy theo tướng cướp đó đó, một số cái người cướp đó đó họ mới hô lên, thì thấy cái vật nó rơi tại chỗ đây, thì nghĩ rằng Upasa này là một trong những người cướp đó, thì mình đồng ý bắt lại, phải đánh cho đến chết. Thì kính thưa quý vị, khi mà mặt trời ló dạng lên vào buổi tối đó, đi ra thì mặt trời ló dạng lên đó, thì kéo quý vị nghe chúng tôi nói không ạ? Dạ nghe lại, dạ cảm ơn. Không hiểu sau này nó cứ rất bích hoài. Còn quả thật mạng thì ba Phật Pháp thì dạo này nó rất là vô thường. Thì kính thưa quý vị, khi mà đi ra thấy thì thấy cái thiện nam của Ba Xá này chết như vậy, thì đi vào mới trình bày cái sự việc lên Đức Phật, mới bạch Phật rằng tại sao thiện nam này rất là tốt, cái tánh hiền thiện, có cái tâm tu như vậy, mà tại sao lại bị một cái vô tình, lại bị một cái người người ta dơ lại là coi như là du oan lên cho mình một cái, tức là tai bay họa gỡ đến cho người này một cách tức là khó chấp nhận như vậy. Đó, thiện nam gọi là nam hạnh dạ. Thì kính thưa quý vị, thì khi mà Đức Phật nghe nói như vậy, thì Ngài nói, này các thầy tỳ kheo, này các thầy tỳ kheo, nếu quý vị mà phán xét á, cái đức hạnh của thiện nam Mahakala ở trong cái đời này như thế, thì quả thật là chẳng đáng phải chịu cái tội như thế. Nhưng nếu như các người biết được trong đời quá của thiện nam này Mahakala này, thì chúng ta mới thấy khủng khiếp. Thì Đức Phật ngày mới nói lại rằng trong tiền kiếp á, có một lúc coi như Mahakala này làm quan, là một vị quan đại thần thân cận với đức vua, và vị quan này có gian díu với một người vợ,
vợ của một người dân ở bên ngoài. Vì ý thế mình là thân cận được vua yêu thương, cho nên quan cận thần này mới phu quan cho người chồng bằng những cái tội mà vua quan đến đó, thì bắt đầu mấy quân lính đem đến đánh đập cái người chồng của kẻ dâm phụ này đến chết. Sau khi bắt coi như là buộc tội, coi như là vu cáo, nhận vu cáo, chúng ta gọi là vu cáo đó, thì sau khi cái người chồng này chết, thì cái ông vua quan đó, lại lấy coi như là lấy cái người này làm vợ, thì cái tiền kiếp đó, vì cái tội lỗi đó đó, cho nên trong cái đời này Mahakala mà có phải chết thê thảm như vậy thì cũng đó chính là một cái hành động xấu, và cho cái đời sống quá khứ mà cái người thiện nam này gây ra, quả thật thì đó chính là một cái và trước khi mà bị như thế thì trong cái đời khác cái hành động xấu đó gây khốn đốn và phải nhiều lần tái sanh vào con đường ác đạo. Và Đức Phật này nói lên cái câu kệ rằng tự mình làm điều ác từ bụng, mình sinh, người ngu ác nghiền nát, kim cương nào có khác, nghiền nát hòn bảo ngọc, trước chứa nó long lanh. Thì kính thưa quý vị, không phải chúng ta đời này chúng ta làm thiện, chúng ta luôn luôn cầu mong cái thiện nó tới. Nhưng ngược lại, có một chuyện rất là lạ là cái gì? Người ta nói rằng người ngay thì hay mắc nạn, hay là ở hiền mà nó không gặp lành mà toàn là gặp ác không? Thì quả thật cái điều này chúng ta nói vậy là nó không đúng. Ở hiền thì gặp lành, ở ác thì tan tành ra, thì phải tan tành, phải gặp ác thôi. Nhưng có những cái nghiệp á, khi mà người ta làm ác á, nó chưa trổ, nó chưa có, nó khởi sinh ra. Cũng cái ác này do tự mình làm thì mình chịu. Cũng như ông đắc bà tu bà đắc, ông thấy người nào làm tội thì người đó chịu tội, chứ không thể mà chịu thế. Cũng vậy, làm việc thiện cũng phải làm, cũng không có ai làm thế việc thiện giùm mình, cũng ai làm thế việc ác giùm mình, mà thiện ác đó là do chúng ta cộng sinh cùng nhau thì được, chứ còn không ai mà tự tạo ra cho mình cả. Thì cũng cùng như thế đó, ở đây chúng ta thấy cái điều ác mà người thiện nam này tạo trong quá khứ, bây giờ bị người ta vu oan lại trong cái vô tình đó, là cũng còn may mắn. Chứ cái phải nói cái ác nghiệp mà của cái vị quan này, vị quan đệ cẩn thận này của đức vua, nó lại là âm mưu để chiếm đoạt vợ của người, và thế là mới vu oan giáo họa cho người ta. Thì kính thưa quý vị, khi chúng ta gặp một cái chuyện đau khổ bất bình xảy ra, mình luôn luôn mình suy quán, mình cũng làm cái điều tốt, mình cũng làm cái điều thiện, mình cũng làm cái điều lành. Nhưng thật sự ra chúng tôi cũng thường nói, đưa một thời gian tới cái điều này, chúng tôi cũng nói thật, hãy suy xét kỹ đi quý vị, mình làm được bao nhiêu điều nhá, trong nhiều điều sai, trong nhiều điều không đúng, chúng ta làm được bao nhiêu điều. Trong cái câu mà chúng ta thấy cái chỗ mà tự mình làm được ác, ác thì cũng từ cái ý nghĩa đó là từ, cũng từ mình, cái tâm mình, cái bụng của mình sanh, tới nói đến cái tâm của mình đó, từ ở bên trong của mình nó khởi sanh, nó đưa ra thôi, chứ sự thật ra chứ nó có ở đâu đâu. Và chính vì cái chỗ này chúng ta mới thấy rằng cái tội mà vu oan giáo họa cho người ta, nó là một cái điều mà hết sức là ghê gớm, và một cái điều mà chúng ta là chia lìa lứa đôi của người ta. Hay chúng ta bằng một cái gì đó, một cách vô tình hay hữu tình, mà chúng ta lại là cho nó sang đàn,
rẻ nhé, thì đấy chính là điều mà vô tình như vậy thì không đúng. Tội của tất cả chúng ta là chắc rồi, nhưng lại lấy di họa cho những người khác cùng nó phải chịu. Ở đây khi chúng ta gặp những niềm đau nỗi khổ, chúng ta tạo được bao nhiêu cái việc phước trong hiện tại. Chúng ta đã đang đây có nghĩa là chúng ta đang chịu những cái nhân, những cái nhân của quá khứ mà chúng ta đã tạo. Bây giờ chúng ta đang thọ quả, tốt cũng có mà xấu cũng có, hiền cũng có mà dữ cũng có, may mắn cũng có và khổ đau cũng có. Và cái đời sống này mà thường người ta nói rằng lên voi xuống chó, hay là chúng ta thấy nó luôn luôn là một cái nhịp khúc, nó luôn luôn là một cái là một cái thác gần. Ngay bây giờ thì chúng ta cảm thấy nó ấm yên, nhưng ngày mai nó như thế nào cũng chưa biết. Ngay bây giờ thì bình an, nhưng ngày mai nó lại là không còn an ổn nữa. Ngay bây giờ tốt đẹp, nhưng liệu ngày mai có tốt đẹp hay không? Sự sống, nghề nghiệp, tâm tư của tất cả chúng ta, mà chính Đức Phật nói rằng là nó đều là vô thường, nó đều là không có định đoạt được. Cũng như có hai điều mà người con người không có thể quyết định được, không có thể đoán định được. Chúng ta không biết chúng ta sẽ chết khi nào, và chúng ta cũng không biết chúng ta chết ở đâu. Vì nghe rõ, chúng ta không biết chúng ta chết khi nào và chúng ta chết ở đâu. Đây là điều mà chúng ta tại sao không biết được như vậy. Bởi vì do cái nghiệp cận tử, do cái nghiệp duyên của chúng ta. Nói là cái chuyện đơn giản, hết thở thì chết. Phải, ai cũng cầu mong mình chết được bình yên. Nhưng liệu chúng ta có chết yên hay không? Khi chúng ta có thể chết ở trong cái gì? Một là tai nạn của đau binh, của lửa, của nước, vân vân. Mọi hình thái gì ở trong đời sống này không bao giờ được an toàn. Chính Đức Phật đã nói rằng đời sống này, trong cuộc sống này, chúng ta không có chỗ trú an toàn. Chúng ta nhớ rõ, không có chỗ trú an toàn. Và đừng bao giờ vỗ ngực xưng tên. Mình hay, mình giỏi lắm mà. Mình mạnh khỏe lắm mà. Mình tốt lắm mà. Mình giỏi lắm mà. Mình đẹp lắm mà. Mình giàu lắm mà. Cái gì cũng hay hết trơn. Nhưng có cái không hay. Tôi biết thế nào anh cũng chết. Tôi biết thế nào anh cũng già. Tôi biết thế nào anh cũng bệnh. Đây là điều chắc chắn. Ai mà có thể trốn khỏi cái già, ai có trốn khỏi cái bệnh, ai có trốn khỏi cái chết đâu. Thì ở đây chính là cái sự thật hiển nhiên. Bạc vàng, kim cương, đô la, đất đai sẽ không đổi lấy được mạng sống mình. Khi chúng ta đã rơi vào bạo bệnh rồi, thì kính thưa quý vị, cái gì cũng không được hết. Khi cái chết nó hiện về rồi, thì không ai có thể chở che, không ai có thể lo lắng cho mình được. Đó là sự thật, không ai có thể lo lắng cho mình, không ai có thể mà giúp cho mình được. Mà kinh dạy rằng là một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình. Thân nhân dù có chí tình cũng đành đứng đó lặng thinh đứng nhìn. Nghe như vậy thì chúng ta thấy không ai có thể chở che cho mình, và cũng không ai có thể gánh cái nghiệp của mình được, đổ lấy cái nghiệp của mình được. Những niềm đau nỗi khổ của mình tự mình sẽ hiểu, tự mình sẽ phải chịu thôi. Điều ác không phải do tự, không phải do bà con, không phải do cha mẹ, không phải do thần linh, Thượng Đế nó ban phát cho chính chúng ta, mà do chính chúng ta. Điều thiện, điều ác đều do tự tâm chúng ta tạo ra. Và vì vậy cho nên chúng ta phải nhớ rằng nó có một cái trật tự, nó có một cái quy luật của sanh tử, quy luật của nghiệp quả.
chớ khinh việc ác làm e rằng không kết quả đến ta bao giờ. Nước kia từng giọt nhân hợp kia tràn chảy đâu mà hôm nay. Ở một mặt khác, đừng nghĩ rằng quả báo, đừng nghĩ rằng rồi nó sẽ không có gì hết. Khi mà quả báo nó tới, khi một người làm ác, người ta cho rằng sẽ bị ác chưa thấy tới. Mà tôi làm việc thiện thì cái thiện nó chưa thấy tới. Và cũng vậy, còn tôi làm ác đây cũng đâu có thấy nghiệp cái gì mà nó tới. Thì ở trong kinh nó dạy rằng là đừng có nghĩ rằng khi mình làm ác, cái nghiệp ác nó chưa sanh khởi. Mình tự cho rằng nó là chưa tới, mà đến khi nó tới rồi thì chúng ta có khóc lóc, có than trách thì cũng không thể nào mà tránh được. Bởi vì sao vậy? Hãy nói về cái nghiệp thì chúng ta nhớ một câu mà môn thuở mà tất cả chúng ta đã được nghe. Dù cho bay vút lên trời, dù cho đáy biển có trốn thời được đâu, dù cho núi thẳm hang sâu, không nơi nào thoát quả sầu đã gieo. Đây là một giá trị sự thật. Giá trị sự thật. Mà ở đời đó người ta nói rằng sống có số, không phải là số. Ở đời Phật Pháp thì không có chấp nhận cái số mạng. Mà chúng ta nói rằng cái nghiệp, cái duyên, nó nhiều đó mới tới đó. Tới đó đó quý vị, đủ ra rồi. Thì bây giờ có một người chết ở sơ sinh, chết trong bầu thai. Có những người sinh ra rồi chết, có những người 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Đầy đủ thời gian trên cuộc đời này cũng có những chúng sinh chết với tình huống như thế. Thì cũng chỉ là do cái nghiệp của chính họ thôi. Chẳng hạn như là họ sát sinh, cho nên yểu thọ nhiều. Họ làm các việc ác nhiều, bây giờ phải yểu thọ. Cũng như cái người thiện nam Mahakala này, vốn có hành động gian díu với vợ người, có tâm sang đoạt, rồi có tâm chiếm đoạt và giết chết người chồng để chiếm lấy cái người vợ đó. Thì ngày hôm nay một cái hành động mà bị người ta vu oan, người ta đánh đập trong một lúc như vậy, thấy thì thấy tội nghiệp. Đức Phật này ta thấy thì thấy cái hành động như vậy mà hôm nay tốt quá, mà tại sao chết? Mà người tốt quá thì chết sớm lắm quý vị. Người ta nói như vậy có đúng không? Người tốt thì chết sớm mà người ác thì ở lâu. Ở đây cái câu này nó rất là hay, rất là hay. Chúng tôi nói hay là hay sao? Mình suy nghĩ kỹ đi. Bởi chúng sinh nó ác, thiếu phước, nó gặp cái người. Mình nói người hiền mà sống lâu đó, thì mình nhờ. Mà cái người ác nó sống lâu đó, thì hại mình, nó làm cho mình khổ. Bởi tại sao mà người hiền lại chết sớm, mà người ác lại sống lâu? Tôi đang nói cái nghĩa tếu và cái nghĩa bóng của nó nghe quý vị. Có nghĩa ở đó cũng chính mình cũng thiếu cái thuận duyên, thiếu cái điều kiện tốt, cho nên mình giao du, mình nghe, mình thấy, hay hoặc là mình gặp phải những con người ác, những con người không tốt. Chính như người tốt đếm trên đầu ngón tay, người tốt thì rất là ít, người trí thì khó tìm, chứ kẻ ác thì rất là dễ. Thì nói như vậy thì chúng ta thấy con người mình nó thật sự là gọi là nhiêu khê, trùng trùng điệp điệp những cái niềm đau nỗi khổ, chứ không chỉ là ở một cái vấn đề đơn giản chỉ là thấy nghe rồi chúng ta dễ dàng chúng ta có thể vượt qua nó được, có thể đạt nó được điều này điều nọ đâu. Trong cuộc đời này, cuộc sống của tất cả chúng ta phải trải qua nhiều cái niềm đau, nỗi khổ, cái vui, cái buồn, cái tốt, cái xấu, cái thuận, cái nghịch, cái được, cái không. Nó là một chiều dài
nó là một cái đường đời mà chúng ta không biết ngày mai nó sẽ ra sao, không biết được ngày sau sẽ ra sao, không biết ngày mai sẽ ra sao, thì có ra sao ngày sau thì chúng ta cứ sống hết lực, hết mình, hết sức trong ngày hôm nay đi. Đấy là một ý niệm tích cực, hơn là phải có sự lo lắng, hơn là phải có cái sự sợ sợ, hơn là có cái sự khổ sở. Chúng tôi và quý vị có thể đã thấy, đang thấy, đã thấy, đang thấy và sẽ thấy những cái sự trái ý, bất bình nó xảy ra trong cuộc đời này. Ở đời này nó thật, sanh thì ít mà lý thông thì nhiều mà, đó là sự thật. Thì dầu cho có thể nói rằng đây là tỷ lệ của chúng sinh là như thế, nhưng á, cái ác á, cái quả của từng thời cuộc, của từng cái cấp độ của thời gian thì nó chuyển hóa khác hơn. Như chúng ta thấy, cái con người hôm nay ít có tin tưởng, ít có cái tâm linh. Tâm linh chúng tôi nói chung trên cái thiền, trên cái thường nghiệp, thường kiến, trên cái thường kiến thôi. Người ta không tin về cái tâm linh, người ta không tin trời Phật, người ta không tin có trời, có Phật, có đời sau, có tội, có phước, có thiện, có ác, vân vân. Bởi vì chính vì người ta không tin như vậy cho nên sản sinh ra những con người ác, cực ác. Ngày xưa là cũng như thế, giết một hai người, giết một người là thấy chúng ta khe đó, hình như ác dữ là khủng khiếp rồi. Bây giờ một người nó giết hai ba người, ba bốn người hết sức là bình thường. Hay là có những cái chuyện mà hết sức là khủng khiếp. Những cái chuyện mà tệ hại cho đến nỗi mà chúng ta không thể chấp nhận được. Đó chính là những cái giết nhiều người, hay là chẳng hạn ấu dâm, hay là những trường hợp mà vô cảm ở cuộc đời. Tại sao như vậy? Đây chính là nhân của vô thật, nhân của không có tâm linh. Chúng tôi phải nói thật thật như vậy. Ai trong tâm tư của mọi người không có tâm linh vô thần thì cái khủng khiếp đó quý vị. Quý vị có thể họ bất chấp mọi thủ đoạn, bất chấp mọi chuyện ác họ làm. Bởi vì sau đời sống này không còn cái gì, không có cái gì hết. Mạnh được yếu thua hay hết. Ghê như vậy đó quý vị. Chính đó là cái nhân đau khổ. Bởi chúng ta thấy một ngày vậy đó, tại sao cái tâm tư của những con người nó khủng khiếp. Và cái đó bây giờ thì xã hội ngày hôm nay nói chung nó vô cùng là ghê gớm. Chúng ta có nghĩ rằng là người ta bằng một người sống đó thì người ta lại đi móc những cái tim gan phèo phổi thận ở trong người đó để lấy đi cướp cái nội tạng vân vân. Thì chúng ta nghĩ rằng cái lý trí của con người nó khủng khiếp ác như vậy đó. Được cái đời này chúng ta tự nhiên chúng ta sinh, chúng ta thấy có một số người tự nhiên nó gặp một cái đại nạn mà ghê gớm như vậy. Chúng ta nhìn chúng ta phải nói là tình thôi xót xa luôn. Nhưng điều mà phải nói rằng nếu hiểu biết về nghiệp quả không đơn giản họ bị như vậy. Cũng như lúc mà chúng tôi có bệnh, lúc mà chúng tôi bị tai nạn, chúng tôi buồn lắm quý vị. Nhưng mà mình suy nghĩ lại,
Sự thật ra là mình buồn khi mình bị tai nạn, nó mất mát cái này, mất mát cái nọ. Nhưng có lẽ ngày xưa chắc mình dữ lắm, mình dữ lắm. Bây giờ mình thấy mình sống mình hiền chứ đâu có dữ. Bởi vì thấy chúng tôi hiền không chứ đâu có dữ đâu. Mà tại sao mà mình lại bị cái tai nạn này, bị cái điều kiện khó kia? À thì mình phải suy nghĩ, hiền chút này thôi, nhưng điều trước không hiền. Thì tự mình cũng phải suy nghĩ như vậy mà nó, để chúng ta vượt qua. Có thể nói rằng đau khổ về thể xác ấy, sống tự nhiên nó có. Đau khổ về tinh thần cũng có tự nhiên mà nó có. Cái niềm đau nỗi khổ là do tự mình, tự mình làm, tự mình tạo, và tự nó sản sinh ra cái nghiệp quả như thế. Cái nhân quả là trực động. Tại sao người khác không bị mà mình bị? Tại sao người khác không bệnh mà mình bệnh? Tại sao người khác không chết mà mình chết? Đó là mỗi người có cái nghiệp riêng. Không phải do cha mẹ sinh ra, không phải do huyết thống tạo tác. Bởi vì mỗi người có một cái nghiệp riêng, mỗi người có một cái tánh tình riêng, và đó chính là do cái nghiệp riêng của mỗi người mà phải chịu, phải lãnh lấy như thế. Cho nên ở đây cái người ngu si thì phải gặp nhiều cái đau khổ. Cái người tạo nhiều cái ác thì họ phải chấp nhận. Và chúng ta hiện tại, xin nhắc lại, hiện tại chúng ta làm nhiều cái việc phước, chúng ta gọi là nhiều cái việc phước, nhưng xét lại nhiều cái việc phước là tại chúng ta so sánh với cái người không làm phước, không làm cái việc thiện, không làm cái điều thiện, thì chúng ta hơn họ. Nhưng từ chính tâm tư của ta ở hiện kiếp này luôn, cái thiện và cái ác chưa biết là cái ác, cái thiện nó nhiều hay là cái ác nhiều, mà đó nói trong hiện tại này chứ không nói tiền thân. Mình tự khởi, tự tạo, tự hành, nó sanh khởi, không ai dẫn dắt, không ai chỉ bẻ bảo, giờ nó cứ như thế mà nó cái gì, cái bánh xe của nghiệp quả nó xoay quanh. Được ví như một cái kim cương, một cái ngọc báo, khi ta kẻ một đường, cái kim cương nó cứng lắm quý vị, người ta mới để rạch thôi, người ta để kẻ, hay chính là cái kim cương nó cứng đó, cho nên cái việc ác nó cứng như cái kim cương vậy. Cái hành động ác nó cứng lắm, nó cứng có thể như quá thạch, quá kim cương vậy. Mà chúng ta sẽ bị nó nghiền nát, chúng ta sẽ bị nó xoay chuyển đau khổ. Đau khổ rất nhiều. Mỗi con người nên tránh né, nên lánh xa. Chúng ta biết hiện kiếp này chúng ta thiếu cái gì nên bổ túc cái đó. Chúng ta phải chấp nhận đối diện với cái nghiệp. Chứ dù muốn trốn tránh cũng trốn được đâu. Có tránh có né, né không được đâu. Có chạy cũng không chạy được đâu. Nó sẽ tới, nó sẽ xuất hiện. Dạ, kính thưa quý vị, là một người hiểu biết cần phải tu tập mình, thì chúng ta phải đối diện với cái nghiệp ác của mình, chúng ta phải đối diện với cái nghiệp xấu của mình, chúng ta phải trả nghiệp xấu của mình, phải trả cái nghiệp đi. Đối diện với cái nghiệp cũng như chúng ta đối diện với cái bão, chúng ta có trốn tránh ở đâu, ở giữa màn trời chúng tôi tạm gọi như vậy, thì chúng ta phải đối diện với bão. May mắn là nó không có những cơn lốc
để chúng ta để nó cuốn trôi chúng ta, hay là bão đó có thể nó tới chúng ta và chúng ta không có bị xây xát nhiều, chứ chúng ta không thể nào mà trốn ở đâu được, tránh ở đâu được. Thì nếu như mà mình biết được, mình hiểu được thì mình sẽ có thể vượt thoát được. Cái Phật pháp là dễ đến một điểm rất là tuyệt vời. Còn nếu như chúng ta có trốn có tránh thì trốn hôm nay không trốn ngày mai, rồi cái nghiệp ác này nó lan lỗi và nó sẽ tới với ta mà ta không thể nào mà chấp nhận được, chúng ta không thể nào mà đón được và ngờ được nó đã tới. Giữa đời này được có một chuyện nữa, chúng ta sợ cái gì cái đó nó xuất hiện, chúng ta tránh cái gì cái đó nó dễ bị dập phải. Tại sao như vậy? Cũng như nó như một cái, nó như một cái điềm báo, nó như một cái ác nghiệp nào, hay hoặc là cái sự khó khăn nó sẽ tới. Chúng ta sợ cái điều gì? Và đó cũng là cái đời sống của chúng sinh, nó bất tội nguyện, nó không tạo cho tâm và tánh của chúng ta được tốt đẹp, được thường hóa, được yên ổn. Và nếu mọi con người có tâm tu, có tâm hiểu biết thì lành thai chúng ta rất là tốt đẹp, bằng ngược lại mọi việc hết sức là đau khổ, hết sức là nguy hiểm. Cho nên ở đây, kính thưa quý vị, cái câu pháp cú hôm nay 161 dạy là điều ác tự mình làm, tự mình sanh, mình tạo. Nó nghiền nát kẻ ngu si như kim cương, ngọc, báo. Và duy sự và ý nghĩa xin có đôi điều trình bày qua cái bài kệ 161 Pháp Cú Kinh là như vậy. Nếu có điều chi sở thích, ngưỡng mong toàn thể quý vị quan hỷ và kinh chấm dứt nơi đây. Trước khi dứt lời, xin kính chân và Phật lành trở về thực tế đại thiên vương, các vị chư thiên phụ trì chánh pháp, nhất là các vị chư thần chư thiên, các vị chân linh khí linh ở tại chùa cũng như xin ở chùa nơi đây, xin tất cả được an lạc, được tấn hóa ở trong Phật pháp. Cũng xin kính dâng cái phần phước này để cho để đức huy niệm và để đức tuệ lực nhị vị đang có cái bệnh nặng, mong cho nhị vị vượt qua những cái khổ đau đó, và cũng như xin tất cả chúng ta được an lạc, được tấn hóa ở trong Phật pháp. Xin gửi hết lời quý vị. Nam mô Bụt Thầy.